Chào bạn, mình là Nguyễn Hiếu đây và chúng ta lại tiếp tục rèn luyện sức khỏe, giữ gìn vóc dáng để đón mùa Giáng sinh an lành và ấm áp và vui vẻ nhé. Chúng ta bắt đầu luyện tập cùng Nguyễn Hiếu nào, bạn sẵn sàng chưa? Từ từ chúng ta gập chân trái lại, chân phải co lại, cổ chân của bên trái và gót chân của bên phải sát lại với nhau. Hai tay ôm lấy lòng bàn chân của bên phải, hít vào. Duỗi thẳng chân phải lên, thoáng thác nhé. Mới đầu bạn có thể sẽ hơi cong người dần 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 kéo duỗi thẳng chân, thở ra, hạ xuống. Hai, hít chân duỗi thẳng lên, thở hạ xuống. Lưng bạn chú ý giữ thẳng lưng nhé. Ba, hít chân lên, thở hạ xuống. Bốn, hít chân lên, thở hạ xuống. Năm, hít chân lên, thở hạ xuống. Sáu, hít chân lên, thở hạ xuống. 7, hít chân lên, thở hạ xuống. Bạn thấy chân mình thẳng hơn chưa? 8, hít chân lên, thở hạ xuống. 9, hít chân lên, thở hạ xuống. Thêm một nhịp nữa nào. 10, hít chân lên, duỗi thẳng mắt nhìn các ngón chân, hít thở đều. Với tư thế này sẽ giúp cho đôi chân của bạn thẳng và thon dài hơn, phòng tránh các bệnh khớp, làm khỏe khớp của chúng ta đấy. Hít thở đều. 3, 2, và 1, thở ra, hạ chân xuống. Co chân phải lại, gập chân trái, hai tay ôm lấy lòng bàn chân bên trái, thẳng lưng lên, hít, duỗi thẳng căng chân, thở hạ xuống. Hai, hít vào, thở ra. Ba, hít chân thẳng nè, bạn thấy chân mình thẳng và dài hơn chưa nào? Thở hạ xuống. Bốn, hít chân kéo lên, thở hạ xuống. Năm, hít vào, thở ra. 6, hít chân duỗi thẳng hơn nữa nè, thở hạ xuống. 7, hít vào, thở ra. 8, hít chân thẳng lên, thở hạ xuống. 9, hít vào, thở ra. Và nhịp cuối cùng 10, hít kéo căng chân, hít thở đều, mất gì các ngón chân nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra, hạ chân xuống, thả lỏng. Động tác tiếp theo sẽ giúp cho chúng ta có cái cặp mông và đùi đẹp hơn. Co hai chân nè. Bạn trụ hai lòng bàn chân lại với nhau. Đấy. Tay nắm vào lòng bàn chân, chúng ta thả lỏng khớp hàm trung. Hít thở đều và bạn có thể dùng thực hành khoảng 30 giây. Làm mềm mại cho khớp hàm, giãn nở cái vùng hông của chúng ta để chúng ta có cặp mông tròn đẹp. Phòng tránh bệnh đau lưng và đau lưng thẳng đi loạn. Chúng ta tiếp tục nhé. Tay nắm chắc với bàn chân, hít vào. Thở ra, gập cơ thể xuống. Hai thử tay ấn vào chân, ép chân xuống. Hít vào, đem cơ thể lên. Thở ra, từ từ kéo dài lưng gập trán xuống. Hít vào, nâng cơ thể lên. Thở ra, tiếp tục gập xuống. Hít vào thật sâu. Thở ra, gập cơ thể xuống, nhịp cuối hít, nâng cơ thể lên. Thở ra, từ từ gập xuống, nào chán bạn sát sàn nhé, hít thở đều. Giữ 10 giây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, và 1, hít vào, nâng cơ thể lên. Bạn thấy thế nào? Rất dễ đúng không? Và chúng ta thư giãn cho khớp hàm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, và chúng ta thả lỏng. Bài tập của chúng ta hôm nay là kết thúc. Và bạn nhớ luyện tập đều cùng Nguyễn Hiếu hàng ngày để duy trì sức khỏe, đón chọn những ngày Tết an lành và ấm áp nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã luyện tập cùng Nguyễn Hiếu hàng ngày. Nếu như bạn cảm thấy những bài tập của Nguyễn Hiếu có ích và có hiệu quả thì hãy nhớ like, chia sẻ video và đăng ký để luyện tập cùng Nguyễn Hiếu nhé.